Nội tâm mi vào ra miền thoại cung
sắc tương hào quang minh vô đẳng luân bạch hào huyền chuyển vũ tụ di am mục chứng thanh tứ đại hải quảng trung hóa phật vô số ức hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thập bát nguyện độ chúng sinh cứu phẩm hàm bình đẳng bì ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Văn võ quần thần trần triều văn võ quần thần uy linh tộc sáng ân cần thì giúp cho. Dạng kim phùng hoàng thân ở thánh chúa tiên trung vương.
quốc sử ghi an nam trần thị lấp lánh sang kề, thôi ai lấp lánh bên sang kề
con thỉnh cậu bé cửa đông trèo về. Hương cô chiến nghe lòng anh dâng tiên khói ngạt ngào thấu đến na cửa thiên thanh gia hồi cung tam vị chúa bà ông dân quan tam vị chúa bà anh linh trăng sáng đi về qua khỏi trần. Thank you.
thiên đường chỉ Phật giáng lâm khắp miền thiên hạ thành tâm đặt bày. Khó nhọc nghỉ tìm nơi biến hóa lại khen ai tạc đã mà nên. Nhiều hơn
trăm họ dù xa đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sắc. Sấm gian tắm tôi
linh truyền văn võ đôi hàng thiên đình đàn ma hằng ngà kéo ra lệnh truyền đổi bản tư văn sứ dâng lên thương lai văn sứ dâng lên hay vì tổ đôi chưa biên dành dành khi cho nhị từ trang si chư phú chư quý khang ninh họ trường phi cho sức mạnh thang thường giám sát
thuyền cai ngôi thượng ngàn quan giám sát thuyền cai thông chi thiên địa khâm sai đại. Xa võ Đặng Vân bát môn công tài xa gần làm tôi tâm hoan hỷ khai tức bộ hành dòng nhan thầm cờ thiểu ca
đại quang chiếu hình nhân. Thực chốn non nhân
nước chi. Sơn chi kiêu hề thâm vô đệ, thanh trì linh dân tự huệ an khang giang hồi cung. Bơ phủ vương quan tôn thần, bơ phủ vương quan hùng binh quán cổ. Thành thất một chiến giang tố vị thoại phù các ban các toàn
điều chúng đó xin ban tu vì chúng đó vua cha độc đình bốn dòng là chúa hỏi tin khai quang dòng nhan thập cơ diệu khai quang chiếu ma văn ngạn tin tăng cúng dạng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung đường sơ điệp dâng lên thỉnh quan tăng phụ chúa biên rõ ràng phê cho đồng tử bình an à. Ra tay cứu nước
miên tiếng đề ngàn thu với núi sông. Trịnh sang biên dành ngân lai lang đôi vầng hồng, đôi vầng hồng soi sang Nam Minh. Con vua thì quốc đông đình, để tam vương từ giáng sinh để dòng. Thank you.
phen người về nơi kỳ phủ. Dòng cấp cấp đai im mũ vào tông. Năm ba cô đồng từ theo hầu vào cung vương phụ ra hầu mông vương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất khoan thông trì. Đạo Phật ni truyền ra truyền văn võ đôi hà thiên minh vạn mã hăng ngà kéo sang lệnh truyền nhất đội vạn tư tôn quan binh giờ này chắc chắn giáng ngôi cao trước là khám xét thiên đình văn sứ dâng lên thương lại văn sứ dâng lên ngài vì tổ đôi chép biên dành dành phi cho nhị tự trang si chư phú chư quý khang linh thọ trường phi cho dung mạnh khang cường khai quang sông nhan thập cơ diệu khai quang chiếu ma văn ngang tinh tăng cúng dạng kim cung hoàng thân cần thánh chúa tin trung đường tâm hoan hỷ hải túc quy túc bộ hành trong nhan thầm cờ diệu khai quang chiếu hình nhân chân linh nhân đồng ấy ông về chân linh nhân đồng xây vang trên nghề
truyền phán bác quan bản văn như võ lương ban đóng đàn lệnh truyền con võ đuôi hà thiên minh và long thăng ngà kéo gia đình truyền đời vạn cư văn sứ dâng lên thương lại văn sứ dâng lên hay vì tổ đôi chép biên dành dành phi cho nhị tử trang sinh chư phú chư quý khang ninh thọ trường phi cho dũng mạnh thang
bên sông tranh, có nhớ người trang sĩ tài danh tuyệt vời. Dù cho vật đời sao rời, sông tranh còn đó công người còn khi. Trên bát ngát lòng lòng trầu hồ phúc nghỉ lốt tam đầu cứu khúc trầu lên lân dần phường mua đôi bên quan để mẫu ngự lên đầu đồng. Sắc ban phong kiếm chi tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tinh. Quan tuần vạn phép muôn linh, quyền ngài cai quản thiên binh nhà trời. Sáng nắng vắng tiên thánh thương
ngàn gió quân dung cây dưới khe cát mượn chim bay về ngàn cánh khuya nguyện lặn xa tàn ni thank you.
từ trong lòng thành thơi, chầu đổ cho tài lộc hơn người. Xa
sấm sát mặt biển mưa tuôn đầu gành ra đường à mắt phượng lòng lanh ý à. Mời cô bảy thân ta đương thời cát
lạc nhật giang quả thanh gia hồi dòng chơi ngàn mần ngàn me loan mời cô tam đồi chè dân văn thanh gia hồi cung hoàng át hương lan gió thu thoảng át hương lan trăng soi chín giếng đáy và thank you.
làm lễ dâng nhang, dâng lên tam bảo chín mươi phương độ trì dâng nhang để khấn tự. Cung cấm quảng hàn hàng hà, cung cấm quảng hàn dạy con thỉnh xuống dương gian ngư đồng tích xưa cung tiền. Cầm đến quạt cô lại thương chư thanh nhà đồng cầu treo bơi chiếc thuyền
phẩm hành giả hồi khuya sớm ra vào bản đến đây cậu bé ra vào ngày ngày nâng bước đi mảnh đào quỳ hành giả hồi